Bắc Kinh cho rằng Ngoại trưởng Anh cleverly can thiệp công việc nội bộ khi ông cảnh báo Trung Quốc không tấn công đảo Đài Loan. Thay vì đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc cũng như can thiệp công việc nội bộ của chúng tôi, nước Anh nên làm nhiều hơn để đóng góp cho quan hệ song phương cũng như hòa bình và ổn định thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. Bình luận được bà Mao đưa ra khi phóng viên đề cập bài phát biểu chính sách đối ngoại hôm 25 tháng 4 của Ngoại trưởng Anh James Cleverly liên quan vấn đề Đài Loan. Ông Cleverly cảnh báo Trung Quốc không tấn công Đài Loan, cho rằng Bắc Kinh có nguy cơ gây bất ổn trong nước và toàn cầu nếu không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong vấn đề này. Xung đột trên eo biển Đài Loan không chỉ là thảm kịch nhân đạo mà còn hủy hoại 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ thương mại thế giới. Vì vậy, các bên không được có hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, ông Cleverly nói. Tại họp báo, bà Mao Ninh cho rằng Anh đang ăn bám quá khứ và đưa ra những quan điểm lỗi thời có thể khiến nước này xa rời tiến trình của thời đại. Trung Quốc kêu gọi phía Anh cẩn trọng trong lời nói và hành động, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay. Các vấn đề Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, chúng tôi không dung thứ cho sự can thiệp từ bên ngoài. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai hòn đảo. Trung Quốc hai tuần trước tiến hành đợt tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan nhằm phản ứng với cuộc gặp giữa lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại California. Trong cuộc tập trận, quân đội Trung Quốc tiến hành nội dung tập kích tên lửa mô phỏng vào đảo Đài Loan, động thái chưa từng có, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự. Đảo Đài Loan và eo biển cùng tên. Theo AFP, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.